Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đài Bằng. Vì cho rằng ông Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công ban tỉnh Khánh Hòa, không giải quyết vụ khiếu nại của mình, Nguyễn Viết Trường, một doanh nhân tại Nha Trang đã ốp mìn vào nhà vị giám đốc công an này với ý định giết người. Toàn bộ sự việc như thế nào? Xin mời quý vị đón xem. Nguyễn Viết Trường, từ doanh nhân đến kẻ ốp mìn với ý định giết giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Trong đơn gửi pháp luật Việt Nam và nhiều cơ quan chức năng, Ông Nguyễn Viết trường sinh năm 1956, trú tại số 2 Thủy Sưởng, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh. Một số cán bộ công an huyện Cam Lâm đã hỗ trợ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cưỡng đoạt và cướp tài sản của ông. Theo ông Nguyễn Viết Trường, năm 2003, ông có hùn vốn làm ăn với một công ty Việt Kiệt có trụ sở tại 405 trên 9 đường số Viết nghệ tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để khai thác đá tại mỏ đá Bà Châu. Mỏ đá này đứng tên công ty Việt Kiệt thuê tại xã Suối Cát, huyện Cam Ranh, nay là huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ góp vốn mỗi bên là 50%. Với lời cam kết lời cũng hưởng, rủi ro cũng chịu, vốn tiền mặt của ông Trương đóng góp tại thời điểm đó là gần 900 triệu đồng. Do công ty không có tiền để mua sắm thiết bị mà phải đi thuê về để sản xuất, ông Trương đã tự bỏ tiền ra mua một số thiết bị máy móc để cho thuê, gồm một xe múc trị giá trên 400 triệu đồng, hai xe ủi trị giá trên 700 triệu đồng xe tải 11 tấn, xe ô tô và hai máy nén khí Trung Quốc. Những tài sản này đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Mã, công ty riêng của ông Trường, với danh nghĩa công ty Việt Kiệt thuê của cá nhân ông Trường với giá thuê theo giá thị trường. Tuy nhiên, quá trình hoạt động, hai bên không thực hiện cam kết và phát sinh mâu thuẫn. Tranh chấp khai thác mỏ đá giữa công ty Việt Kiệt và cá nhân ông Trường bắt đầu hình thành từ năm 2007. Khi thấy công việc khai thác đá thuận lợi có thu nhập cao, Việt Kiệt đã có ý đồ hất ông Trương ra khỏi công ty, đỉnh điểm là ngày 4 tháng 8 năm 2007. Công ty Việt Kiệt do bà Hà Thị Tố Nga làm chủ tịch hội đồng thành viên đã lập biên bản thống kê toàn bộ tài sản là thiết bị máy móc của ông Trương đang hoạt động ở mỏ đá Bà Châu và dưới sự hỗ trợ của lực lượng công an, ông Trương đã bị ép phải ký vào biên bản xác nhận đó là tài sản của công ty Việt Kiệt. Sau khi ép ông Trương ký biên bản thì đuổi ông Trương ra khỏi khu vực. Biên bản làm việc trên có chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Bình Phó trưởng Công an xã Suối Cát và Nguyễn Quang Tuyền, Công an huyện Cam Lâm. Sau đó, công ty Việt Kiệt đã chiếm giữ toàn bộ số tài sản của ông Trường mà không tiến hành khai thác tại mỏ đá cho đến nay. Ông Lê Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Cát cho biết, sau buổi làm việc giữa Công an tỉnh Khánh Hòa và công ty Việt Kiệt, đã thống nhất ra văn bản đề nghị ông Lê Viết Trường đến nhận lại tài sản của mình là một số những máy móc xe cầu đã thu giữ tại mỏ đá trước đó một năm, nhưng ông Trương không đến nhận. Ông Trương lý giải, Thời điểm đó nhờ sự tiếp tay của công an Khánh Hòa mà tài sản của ông đã trở thành đống sắt vụn, không còn sử dụng được nữa nên ông không đến nhận. Chúng tôi cũng đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Cam Lâm để tìm hiểu lý do mà lực lượng công an huyện này tham gia vào buổi cưỡng chế. Tuy nhiên, sau rất nhiều lý do thoái thác, lãnh đạo công an huyện này đã từ chối cung cấp thông tin. Ở một diễn biến khác, công an tỉnh Khánh Hòa đã đứng ra làm thay việc của tòa án khi tịch thu tài sản đang tranh chấp của cá nhân ông Trương để giao cho công ty Hùng Đại Dương. Cụ thể, ông Nguyễn Viết Trương mua một xe cẩu và nhờ công ty Hùng Đại Dương đứng tên để hợp tác làm ăn. Do mắc mớ việc Hùng Đại Dương không thanh toán tiền cẩu đá, nên ông Nguyễn Viết Trương đã mang xe về không cẩu đá cho công ty này nữa. Theo phản ánh của ông Trương, sau khi có đơn tố cáo của công ty Hùng Đại Dương, cán bộ phòng PC16 công an tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Lê Tâm và Trình Minh Hòa đã yêu cầu ông Trương mang giấy tờ xe và chứng minh ra công an phường Thủy Sưởng để làm việc. Tại đây, Hai công an viên nói trên đã thu giữ toàn bộ giấy tờ xe và chứng minh nhân dân của ông Trương, nhưng không lập biên bản, mặc dù ông Trương có đề nghị. Sau khi xe của ông Trương đang đỗ gần cây xăng để sửa chữa, thì ông Tâm và ông Hòa đã trực tiếp đến lấy xe và mang đi trả cho công ty Hùng Đại Dương. Trong vụ việc này, ngoài số tiền công ty Hùng Đại Dương nợ chưa trả cho ông Trương, 220 triệu đồng tiền công trở đá, thì phần tài sản là chiếc xe cầu cũng đang tranh chấp sở hữu. Ông Trương có giấy chứng minh việc đã bỏ tiền mua xe cầu và nhờ công ty đứng tên để hoạt động, phía công ty cũng cho rằng xe đứng tên mình là của mình. Với các tranh chấp như trên, cơ quan điều tra hoặc lực lượng cảnh sát can thiệp có đúng pháp luật hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Đài về vấn đề này. Khi có tranh chấp về quyền tài sản, một trong hai bên tranh chấp có quyền nhờ lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ giải quyết tranh chấp hay không, thưa ông? Tranh chấp dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng cảnh sát, kể cả cảnh sát điều tra hay cảnh sát bảo vệ trật tự xã hội tại cơ quan công an các cấp nếu như hai bên tranh chấp gây hấn làm mất trật tự xã hội và tình hình an ninh tại địa phương thì lực lượng cảnh sát có quyền can thiệp song quyền can thiệp đó không phải là giúp bên này hay bên kia mà là các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột hay mất trật tự trị an đối với tranh chấp quyền sở hữu họ không có quyền giải quyết việc lập biên bản thu giữ tài sản của công dân khi đang xảy ra tranh chấp như vậy có đúng thẩm quyền hay không thưa ông không cơ quan nào được phép thu giữ tài sản của công dân trừ phi tài sản đó là tăng vật của một vụ việc phạm tội bị bắt quả tang trường hợp hai bên có tranh chấp về quyền sở hữu dẫn đến mất trật tự trị an thì khi cơ quan chức năng can thiệp họ chỉ có quyền lập biên bản hiện trạng về tài sản và giao cho người đang quản lý trực tiếp tài sản đó để chờ giải quyết tranh chấp nếu lấy tài sản của người này để giao cho người khác quản lý là vượt quá thẩm quyền xâm phạm quyền sở hữu của công dân vì lực lượng cảnh sát kể cả cảnh sát điều tra không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nên họ chỉ có quyền lập biên bản hiện trạng chờ giải quyết theo quy định của pháp luật. Đây chính là nguồn cơn để Nguyễn Viết Trường có ý đồ giết giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa sau này. Cho nổ mìn, nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Năm 2005, Nguyễn Viết Trường thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Mã có trụ sở tại số 2 Thủy Sưởng, phường Vương Sơn, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được phép khai thác đá tận thù tại mỏ đá thuộc thôn Suối Lầu 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trong quá trình hoạt động khai thác đã phát sinh mâu thuẫn tranh chấp về tiền vốn vật tư máy móc với các đối tác nên trường đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra công an tỉnh khánh hòa và được giải quyết theo đúng trình tự giải quyết tố cáo tin báo về tội phạm cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố và hướng dẫn trường khởi kiện ra tòa dân sự để được giải quyết tranh chấp dân sự theo thẩm quyền nhưng trường không thỏa mãn và liên tục khiếu kiện kéo dài khi ông trần ngọc khánh được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh khánh hòa Trương tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi. Khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2012, Trương gọi điện vào máy di động của ông Trần Ngọc Khánh xin được gặp riêng, thì được hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Trương không làm theo hướng dẫn mà cho rằng ông Khánh không giải quyết vụ khiếu nại của mình, nên Trương nảy sinh ý định giết ông Khánh. Khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm 2012, Trương điều khiển xe máy đi từ nhà số 2 Thủy Sưởng, Phương Sơn, Nha Trang, mang theo quả mìn tự tạo được bọc trong chiếc mũ dìn xanh đến trước nhà ông Khánh ở 54 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, Nhà Trang. Trương đặt mìn tự tạo lên hộp pano của cửa hiệu thời trang cách mặt đất 1,8m ngay cửa sắt nhà ông Khánh. Sau đó Trương điều khiển xe máy sang khu vực sân vận động 19 tháng 8 đối diện nhà ông Khánh để quan sát. Khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, khi phát hiện ông Khánh từ trong nhà rắt xe máy đi ra đến vị trí đặt mìn, thì Trương kích nổ mìn. Hậu quả, ông Khánh bị thương tật 41%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Hành vi trên của ông Trường bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội giết người theo điểm 1 khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự với mức án tù từ 12 đến 20 năm, trung thân hoặc tử hình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định công ty của ông Trương không được cấp phép sử dụng vật liệu nổ. Nhưng quá trình khai thác, ông Trương đã nhiều lần mua kíp và thuốc nổ về để nổ mìn phá đá nên truy tố thêm tội tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ. Theo điểm B, khoản 2 điều 232 Bộ luật hình sự với mức án từ 3 đến 10 năm. Đến chiều ngày 15 tháng 7 năm 2013, tòa nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Trường, đối tượng cho nổ mìn nhà ông Trần Ngọc Khánh, giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, 19 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ. Nguyễn Viết Trường, còn có tên gọi khác là Nguyễn Mười, sinh năm 1956, trú tại 51 trên 13, Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở số 2 đường Thủy Sưởng, phường Sơn Nhà Trang. Mặc dù tại phiên tòa bị cáo liên tục kêu oan, cho rằng mình không phạm tội giết người và mua bán trái phép chất nổ và đề nghị tòa hoãn xử vì không đảm bảo sức khỏe. Đồng thời bị cáo yêu cầu được mời thêm luật sư và y còn yêu cầu phải có mặt bị hại là ông Trần Ngọc Khánh. Tuy nhiên sau khi hội ý, tòa đã quyết định tiếp tục xét xử nhưng khi bắt đầu thẩm vấn, Trương lại năng nặc yêu cầu tòa hoãn xử vì không đảm bảo sức khỏe. Tòa đã cho phép bị cáo được ngồi ghế. Lúc này, bị cáo vẫn tiếp tục từ chối trả lời. Nhưng khi tòa công bố lời khai, thì Trương lại thao thao bất tuyệt, làm thẩm phán phải nhắc nhở nhiều lần. Khi nghe tòa đọc các lời khai, thì y cho rằng không có mục đích giết chết ông Khánh mà công an điều tra gán. Bị cáo chỉ đặt chất nổ là để gây tiếng vàng dư luận, chứ bị cáo không gây sát thương, không gây chết người bị cáo chỉ gây tiếng nổ nhỏ, nhẹ. Mặc dù xin xét xử vắng mặt, nhưng bị hại là ông Trần Ngọc Khánh cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Đồng thời, ông Khánh cũng yêu cầu tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo một phần hình phạt. Nếu tại tòa bị cáo biết ăn năn hối lỗi, còn không thì xử đúng theo quy định pháp luật. Trên đây là hồ sơ Nguyễn Viết Trường, từ doanh nhân đến kẻ ốp mìn với ý định giết Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng xin chào và hẹn gặp lại